Ngày 10 tháng 11, ông Thái An Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết một người đàn ông tại địa phương đã tử vong do ảnh hưởng của cơn bão số 6 Nagri. Sáng 10 tháng 11, ông Nguyễn Minh Hưởng 1983, trú xã Sơn Thành Đông, leo lên mái nhà để chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão số 6. Trong lúc ông Hưởng dùng dây thép để buộc mái nhà thì vô tình chạm vào vị trí bị rò điện của đường dây bơm nước. Ông Hưởng bị điện giật tử vong tại chỗ. Ông Nam cho hay gia đình ông Hưởng thuộc diện khó khăn và là lao động chính kiếm tiền nuôi mẹ già cùng ba con nhỏ.